với cả nhà. Hôm nay Vita quay trở lại với cả nhà ra một cái món nước sốt chào. Món này là lời đề nghị của anh bạn thân. Anh nói bảo rằng là trời ơi anh đã ăn một cái món nước sốt mà ngon nhất thế giới. Mình bảo xạo vừa phải thôi ông nội. Cái sau ông bảo thật đấy. Cho nên là mình phải giới thiệu cho cả nhà nếm thử và cho review nhé. Đó, món đó tên là nước sốt chào. Đó, nước sốt chào đặc biệt bạn có thể sử dụng cho ăn với salad này, ăn bất kỳ cái gì mà bạn có thể ăn được, cực kỳ đặc biệt luôn, cực kỳ đặc biệt theo một số người review như thế. À, nguyên liệu chính của cái món nước sốt chao Mita hướng dẫn hôm nay đó chính là chao. Đó, đầu tiên phải là chao. Chao của nguyên liệu này là theo công thức là chao Mita hướng dẫn thì mới làm được cái món nước sốt chao này. Nếu không phải thì các bạn phải giảm thêm bớt gia vị để các bạn có thể có một cái món nước sốt chao phù hợp. Bởi vì là công thức nước chao của Mita nó không giống như chao ở bên ngoài, không có mặn cũng không có ngọt mà vị rất là béo luôn. Đó. Và đây là chao. Hôm nay Mita dùng là 300g chao gồm có cả nước lẫn cá luôn là 300g, cái phần cái thì khoảng hơn 200g một chút xíu ha. Là 300g chao. Mita dùng 15ml nước giấm táo. Đó, giấm táo 15ml nước giấm táo. Mita dùng thêm một chút đường thôi, 3g đường. Đó, 3g đường. Và đây là bã của gừng riềng lên men, đúng không nào? Các bạn không có gừng riềng lên men thì thêm một tí gừng, hoặc các bạn không thích cái vị này các bạn có thể bỏ qua. Mita sử dụng bã gừng riềng lên men ở đây là 3g. Đó. Rồi, Mita dùng 1g ớt. Là một chiếu nghệ để cho nó màu nó đẹp đẹp. Các bạn không thích này, không thích cái món này thì thôi, nhưng không quan trọng. Quan trọng tiếp theo là phải có dầu ô liu. Và Mita sử dụng trong dầu ô liu ở đây là dùng trong cái món nước sốt chao này là Mita dùng 70g dầu ô liu các bạn nhé. Và để làm cái món đó cực kỳ nhanh, sử dụng là máy xay sinh tố và chỉ cần 20 giây thôi là các bạn đã có nước sốt chao. Ok. Đầu tiên, cho hết cái này vào đây. Đây là chao. Quá ngon luôn. Ớt, nghệ và cho 3g đường thôi. Đấy. Rồi, 3g đường. Ok. Và chúng ta chuẩn bị cố nước sốt chao rồi. Đây. Đây là nước sốt chao, các bạn nhìn thấy không? Trời ơi là trời. Này chấm rau hơi bị tuyệt vời đây. Và các bạn có thể để cái món nước sốt chao này trong tủ lạnh và ăn dần. Mita thường làm là khoảng 70ml dầu ô liu thì các bạn để được lâu hơn và nó sẽ béo hơn rất là nhiều. Vậy thôi nha, bye bye. Mình chúc các bạn thành công với cái món nước sốt chao này. Và hãy cho mình review nhé. Bye bye.